Quý vị đang tìm nhà ngay gần với bến xe Yên Nghĩa mà có thể đi bộ được thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Ngoài anh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà dân xây thiết kế độc lập duy nhất một căn với diện tích trên sổ đỏ 38,6 m², xây dựng là 4 tầng nằm ở trên mặt ngõ nhà nước. Tuy nhiên, với ngõ này thì không phải là ngõ thông nhưng nó rất là gần với lại trục đường Quang Trung. Với thiết kế của ngôi nhà 40 mét gác lửng hiện đại, diện tích rộng, hướng nhà là hướng Tây Bắc, khoảng cách ngõ ở trước nhà khoảng tầm được hơn 2 mét quý vị nha. Đây. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, tính từ vị trí ngôi nhà này ra tới mặt đường Quang Trung, trục đường quốc lộ 6, phạm vi bán kính 200 mét thôi. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, gần với bến xe Nghĩa, khoảng cách bến xe Nghĩa khoảng tầm 800 mét, tiện ích giao thông đi lại thuận tiện, gần với trường mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2, gần đường sắt trên cao. Tính từ vị trí ngôi nhà này cũng rất là gần với trường đại học Phenica, trường đại học Đại Nam, trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Hoài Đức, Chương Mỹ, đi làm theo cung đường trục đường quốc lộ 6 hoặc là đi làm theo Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài đều rất là ok. Thiết kế của ngôi nhà ra sao thì mời quý vị theo Trần Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Hiện tại em đang đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, với chủ nhà thiết kế rất rất là hài hòa, hợp lý, công năng sử dụng rất là ok. Ở đây là phần khu vực để xe riêng của ngôi nhà với phần cửa chính một lớp cửa. Thiết kế tầng 1 trần rất là cao, thoáng. Đặc biệt là xây dựng duy nhất một căn gần bến xe Yên Nghĩa nhất, gần với lại điểm xe buýt nữa. Cho nên quý vị, nếu như quý vị nào đang tìm với cái cung đường gần nhất với bến xe Nghĩa thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này nhé. Đây là phần tầng 1. Giật cấp đi vào là phần phòng bếp của ngôi nhà. Căn nhà này thoáng trước, thoáng sau. Hướng nhà là Tây Bắc nhưng mà mặt phía sau là Đông Nam, mở cửa ra rất là hút gió. Đấy, một cái ô sinh hoạt ở ngoài và một ô giếng trời cực kỳ là thoáng. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà đây quý vị ạ. Với tầng 1 thì chỉ có để xe và phòng bếp thôi, rất là rộng. Áng chừng chỗ này là khoảng tầm được 4 mâm cỗ, 5 mâm cỗ quý vị nha. Đó. Đây, với phần không gian phòng bếp, chủ nhà thiết kế hài hòa, hợp lý. Với diện tích ngót nghét 40 m², một căn nhà siêu hiếm về cái diện tích rộng tính tại thời điểm hiện tại. Còn đa phần thì với những căn nhà mà xung quanh Yên Nghĩa này thì chỉ có khoảng tầm 30 đến 33 mét thôi. Phần hoàn thiện về phần bếp thì đã hoàn thiện xong hết cơ bản 100%. Đây. Tủ bếp thiết kế là tủ gỗ, rồi là phụ kiện bếp chất liệu inox 304, xung quanh ốp kính, ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá granite, màu bếp thì màu trắng và cái màu vàng cánh gián tương đối là hợp lý. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá, rồi là phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Toàn bộ phần tầng 1 thiết kế đầy đủ cho quý vị, hệ thống trần thạch cao. Tất nhiên với căn nhà xây dựng độc lập thì hồ sơ điện nước luôn luôn đầy đủ cho quý vị rồi. Một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đây. Rộng phết đấy mọi người ạ. À. Đó. Thoáng, đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm cũng như là bồn rửa tay. Một căn nhà thiết kế rộng tương đối là hợp lý. Tay vịn cầu thang thiết kế từ tầng 1 cho tới lên các tầng toàn bộ là gỗ, mặt bậc thiết kế là gỗ nha mọi người. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo, xem với diện tích gần 40 m², thiết kế 4 tầng thì ngôi nhà này sẽ thiết kế ra sao. Và Ngọc Ánh đang đi lên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với công năng sử dụng tầng 2 phòng khách, chủ nhà thiết kế hoàn toàn ở trên phần tầng 2 đây mọi người ạ. Đây. Cửa sổ thông thoáng phía sau. Với mặt đằng sau này khi mà cửa sổ sổ ra đó là hướng đông nam cho nên nó hút gió vào trong không gian phòng cực kỳ là thoáng. Với phần phòng khách thiết kế đơn giản, vách lam, kệ tivi. Đó, hài hòa hợp lý. Sàn gỗ. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng tiếp theo. Với cái phần giật cấp tính từ phần cầu thang đi lên thì ở đây chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng ngủ. Cửa sổ rất là rộng, rất là thoáng mọi người nha. Đây. Phòng ngủ thì vuông vắn,
Với cái căn nhà này, phần mặt tiền, mặt hậu của ngôi nhà là 3,5 m. Đó. Tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế sàn gỗ. Đúng như ở trên video, quan trọng nhất là cái vị trí, rồi là cái giá bán và cái cung đường phù hợp cho quý vị. Đây, ở trong phòng ngủ là chủ nhà thiết kế đầy đủ ống chờ điều hòa, dây chờ điều hòa cho quý vị rồi. Nói chung về chỉ việc xách vali về ở và lắp một chút đồ đạc nữa thôi. Đấy, mọi người thấy ạ, căn nhà này tương đối là khác với những căn mà Ngọc Ánh thường xuyên quay cho quý vị. Đây chính là phần cửa phòng ngủ, thiết kế gỗ và sơn màu trắng. Và đây là phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2 của ngôi nhà, đầy đủ hết công năng cho quý vị. Mời quý vị theo em lên tầng tiếp theo của ngôi nhà nhé. Và với cái căn nhà này thì Ngọc Ánh đang đứng từ phía tầng 2 lên tầng 3 của ngôi nhà. Mọi người nhìn thấy không? Sự cách điệu từ phía cầu thang tầng 2 lên tầng 3 nó đã khác hoàn toàn với những cái ngôi nhà xây dựng thương mại của chủ đầu tư. Trên phía tầng 3 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Một phòng ngủ ở phía mặt bên trong. Cầu thang giật cấp đi lên thiết kế một phòng ngủ ở phía bên ngoài. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong. Rộng, thoáng, cửa sổ. Này. Cửa sổ còn không làm vuông, làm cửa sổ vòm cách điệu như thế này quý vị nha. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Ngoài phần cửa sổ mặt sau thì có cửa sổ phần cầu thang. Và trong không gian phòng cực kỳ là thoáng. Cửa chính, cửa phòng cũng được thiết kế rất là cách điệu. Nhìn rất là hiện đại mọi người ạ. À. Và cầu thang giật cấp đi lên phòng ngủ ở phía bên ngoài. Đây là phần tầng 3. Phòng ngủ vuông vắn, cửa sổ to rộng, tất cả các phòng đều có ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Đây. Rồi tất cả các phòng đều được thiết kế sàn gỗ rất là ấm. Và mọi người có thể nhìn kỹ video của Ngọc Ánh nhé, Ngọc Ánh review rất chuẩn này. Ở đây cái phần giữa của hai phòng ngủ thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh, nhưng phòng vệ sinh này rất là khác. Cái bồn rửa tay, rửa mặt để ở phía bên ngoài, chủ nhà thiết kế rất chi là cách điệu. Và phòng vệ sinh cũng như là đồng thời tắm thì lại thiết kế ở bên trong với thiết kế cửa. Đây, kéo rất là hài hòa, hợp lý. Nói chung với ngôi nhà này mà chủ nhà nào ưa sự hiện đại, ưa sự phá cách thì cái căn nhà này quả thực rất là hợp lý để cho quý vị chọn lựa. Đấy, phòng vệ sinh cũng cửa sổ mở ra, siêu rộng, siêu thoáng. Trong phòng vệ sinh thì được ốp gạch lên trên tới tận trần, màu sắc rất là nhã nhặn. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Mời quý vị theo em lên tầng 4 nhé. Và tầng 4 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cho quý vị như sau. Trên tầng 4 thiết kế khu vực để máy giặt là đây ạ. Đây. Một ô cửa sổ trời siêu rộng, siêu thoáng mọi người ơi. Tất cả đều lấy ánh sáng. Đây quý vị có thể nhìn thực tế phần cầu thang từ tầng 4 mà nhìn xuống các tầng. Thiết kế cực kỳ là hiện đại. Đấy. Đây là khu vực để riêng máy giặt mọi người ạ. À. Đây là phần sân phơi. Nhỏ nhắn, hợp lý. Căn nhà này nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Quý vị có thể nhìn thực tế xung quanh. Không gần đình chùa miếu mạo gì cả, ngược lại nó còn gần rất là nhiều những cái tiện ích cơ sở vật chất hạ tầng, bến xe Yên Nghĩa, tàu sắt trên cao. Tầng nào cũng thiết kế giật cấp đi lên, cảm giác nó không bị chán mọi người ơi. Một phòng riêng quý vị với cái nhu cầu này thì Ngọc Ánh chia sẻ quý vị có thể thiết kế phòng thờ, nếu như mà nhà nào mà ở nhiều thế hệ thì đây có thể thiết kế phòng thờ ở phía bên ngoài và ở phía bên trong. Còn nhà nào nếu như ở ít thì quý vị có thể để ở đây làm phòng kho, còn ở đây thì là thiết kế phòng thờ mọi người ạ. Nói chung tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Còn đâu thì Ngọc Ánh cố gắng quay review chuẩn chỉnh nhất cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 để quý vị có thể cân đong đo đếm xem ngôi nhà này nó có phù hợp với quý vị hay không, giá bán, quãng đường nó có phù hợp với đại hộ gia đình mình sử dụng hay không. Thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà ưng ý nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.